Hello các bạn, channel của mình đây. Hôm nay mình có một con vật mới là ốc mồ hồn. Và mình sẽ cho các bạn xem nó nha. Trước tiên các bạn xem nó và nhấn cho mình một nút like, nút share, nút subscribe nha. Đi nha. Đây chính là con ốc đó. Ơi bốn con mùng. Nè, đó ốc mồ hồn của tôi. Đây chính là mồ hồn và để nó leo lên ngủ luôn bà. Đây chính là con nè. Rồi. Đó và mình cũng có một số ốc mồ hồn, nhưng mà mình để thấy nha, cái mồ hồn thì sẽ vẽ đây ốc mồ hồn. Ok, bạn sẽ nhớ nha, hồn á nè, để mình đây. Mình sẽ ở và cậu bạn nhớ đó, nó ngủ ngon trong này. Mình sẽ chữa nhà mình, nhưng mà nhà mình nó là E822, nhà mình nó ở Sài Gòn nên là nó gần cái quán cà phê gì đó đó, và nó gần cầu chuột luôn nè. Hồi này nghe đây, đó tối tăm luôn, không có thấy gì luôn đó. Tôi nói rồi, ở ngoài đây toàn là hút thuốc, nhất là ông tôi này. Ông tôi thường thường bị gãy tay đó. Nè đó. Phong bánh đây để tôi chơi. Trời ơi. Chơi đến cờ vua đúng không? Nhớ sao mẹ chưa đâu rồi? Nhớ sao mà không? Mẹ chưa đây rồi. Và mình cũng có một số chuyện. Thực sự là trời ơi vì vậy ta ui bạn ơi, nó làm cái kia. Sao quay là có hết gì vậy? Mình quay hết gì nè. Bunny, Blue Chicken, thế là trời ơi nhớ quá. Vậy con trời ơi là trời chưa có gì hết, trời nước mắt nữa bà ơi. Blue Chicken, trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Mẹ ơi.
bạn trai. Tôi hẹn là bạn trai tốt thôi. Ừ nè. Chị ơi nhớ quá. Tôi muốn gặp chuyện ai nổi thì cho mẹ luôn ta. Dừng có ấm mạng trai của cô không? Và mình cũng được không cái chuyện hỏi đâu để coi sẽ coi. Bye bye. Bye bye các bạn chị. Chết luôn mình. Mình